Báo chí đưa tin bạn nữ bị sự cố về trang phục khi diễn, thì bạn nam sẽ phản ứng như thế nào? Chà, căng ạ. Nào chuẩn bị. A. Bắt bạn nữ phải mặc thật kín đáo. Rồi, xin mời hai bạn. Ủa, em ở đâu về vậy? Em mới đi diễn về á. Em đi diễn em mặc đồ như thế nào mà giờ báo chí đăng lên trên mạng hết rồi nè. Trời, thì... Em xem đi. Người mẫu diễn thì ai chả bị sự cố. Thì nãy em diễn là em bận cái áo ống vậy nè, xong rồi vô tình cái nó đút diễn, nó bị đứt cái quai, nó tuột xuống, nó thấy áo trong. Nếu em biết cái sự cố này tại sao mặc đồ ngắn như vậy? Trời ơi, đồ đó nhà thiết kế đưa em chứ em đâu có quyền lựa đâu, anh biết bây mà. Bây giờ anh muốn em là lần sau đi mới mặc đồ kín đáo hơn nữa, để không xảy ra chuyện này một lần nữa nhá. Thì lần sau em sẽ lưu ý về trang phục trước khi em ra diễn thôi, tại vì đồ này của nhà thiết kế đưa em. Rồi bây giờ nhà thiết kế kêu em mặc gì em cũng mặc hay sao? Đồ không mặc gì em cũng mặc, không mặc hay sao? Trời ơi, anh nói gì vậy? Anh quen bao nhiêu năm mà anh không biết em. Em chỉ những cái show nào mà trang phục ok mới bận. Cái này là trang phục dạ hội thì những cái đầm cúp ngực đó nó bình thường mà. Thì ai chả có sự cố. Bây giờ anh yêu cầu em một lần cuối cùng là lần sau đi diễn như thế nào đi nữa cũng phải mặc đồ kín đáo cho anh. Ừ, thì lần sau em cẩn thận hơn. Gì đây? Cái này cái gì đây? Đồ đẹp. Đồ mà ngắn như vậy hả? Đâu, nửa kính nữa hả? Mấy bộ này là bỏ cho anh nha. Rồi lần sau em mặc đồ kín đáo giùm anh nhé, để đừng có xảy ra chuyện này một lần nữa. Rồi, biết rồi, lèm bèm quá à. Vậy nha, vô ăn cơm đi. Đây. Okay. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là phản ứng B. Báo bạn nữ đổi nghề. Dạ, căng à, căng à. Căng á, cái gì, cái vụ đổi nghề là quạo nha. Đâu à. Ủa, em mới đâu về vậy? Em mới làm về luôn, mới đi diễn về á. Em đi diễn hả? Em diễn như thế nào mà bây giờ là báo chí đăng tin em rầm rầm trên đây nè? Thì em diễn như bình thường thôi. Mặc đồ hở hang. Đâu, đồ đó nhà thiết kế đưa, em đâu có được chọn đâu. Thế bây giờ nhà thiết kế đưa em cái gì em cũng mặc hay sao? Ồ, em cũng phải chính kiến của mình chứ. Trời ơi, em lựa show đàng hoàng, show này show áo dạ hội thì nó phải bận đồ mấy cái đồ cúp thì lỡ nó sợ sẩy. Em là người yêu của anh không muốn là em show hết tất cả body cả cho mọi người khác được. Em đâu có show hết body gì, nó là sự cố thôi. Anh đủ tiền để mà nuôi em được. Bây giờ anh muốn em đổi nghề khác đi, đừng làm công việc này nữa. Anh nghĩ sao khi mà bản thân em không sống được với đam mê của mình? Anh biết em yêu công việc này như thế nào mà. Anh có đang nghĩ là anh quá ích kỷ và gia trưởng không anh Mận? Em yêu công việc của em, nhưng mà anh yêu em nhiều hơn nữa. Anh không muốn lúc nào em để cho hả thiên hạ thấy là đàm tiếu về em như vậy. Anh không thích. Anh muốn em đổi nghề. Anh chỉ yêu cái sự ích kỷ trong chính bản thân anh thôi. Anh chỉ yêu cái sự ích kỷ trong chính cảm xúc của anh thôi. Bây giờ là em yêu nghề hay là em yêu anh? Em yêu công việc của em, vậy em yêu cả anh. Mẹ không muốn đổi nghề. Được. Cảm ơn các bạn. Quá căng luôn. Căng như dây đàn luôn. Tiếp theo sẽ là tình huống C. Cách nào đây? Gọi báo chí xin gỡ bài xuống. Ủa, em mới làm về hả? Ừ, em mới làm về. Nắng hay chưa? Ủa, em không biết gì luôn hả? Biết gì anh? Chuyện gì? Cái chuyện mà em đi diễn hả? Em bị hở hang, bị báo chí rất là nhiều báo đăng lên nè, em coi đi. Đâu, gì không có nào. Trời ơi, sao lẹ vậy? Chết anh ơi, bây giờ mà nếu mà thí dụ mà một báo đăng là 10 báo nó đăng theo á, bây giờ sao anh? Giúp em anh ơi, cứu em đi anh. Để anh tìm cách. Để có gì anh sẽ liên lạc với lại bạn anh tên Phú. Sẽ liên lạc với tổng biên tập của các báo kêu gỡ bài em xuống. Em đừng có lo, không gì đâu. Anh làm được mà. Em tin anh đó nha. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy sẵn sàng với sự lựa chọn của mình nhé. Đứng xoay lưng lại nào. Đề bài như sau. Xin mời hai bạn lựa chọn đi ạ.
Hy vọng là lần này chúng ta sẽ lựa chọn giống nhau để bảo toàn được 1 triệu đồng. 10 giây đang trôi qua. Câu trả lời đã được gửi đi. Và bây giờ sẽ là kết quả. Trong thử thách này các bạn có trả lời trùng khớp với nhau hay không? Xin mời. Kết quả là không trùng khớp rồi. Mẫn nè, Mẫn sao chọn A vậy Mẫn? Dạ, tại thì em thấy tính của bạn Uyên cũng khá là nóng tính. Cho nên là em nghĩ là cái biện pháp A sẽ tốt hơn cho bạn. Nhẹ nhàng hơn đúng không nào? Nhưng mà chú không nói với thái độ quá gay gắt, mà cũng là tâm lý hơn. Còn với bạn Uyên? Thì em nghĩ là em sẽ muốn người bạn nam của mình có cái sự gì đó gọi là bảo vệ em á, thì có thể là gọi chí xin gỡ bài cũng hành động như hồi do qua tình huống tụi em mô phỏng này. Rồi, cảm ơn bạn. Không sao hết, vẫn còn một cơ hội nữa. Chúng ta hãy đến với thử thách tiếp theo. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.